đầu tiên trên đảo Ngọc Minh Châu, Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, một giải đua xe đạp với quy mô hoành tráng được diễn ra. Giải đua thu hút sự tham gia của 10 câu lạc bộ xe đạp trong toàn tỉnh như Móng Cái, Uông Bí, Mạo Khê, Đông Triều, Đầm Hà, Cẩm Phả, Vân Đồn với gần 200 vận động viên thi đấu ở hai nội dung từ 45 tuổi trở xuống và từ 46 tuổi trở lên dành cho cả nam và nữ. Đặc biệt là sự xuất hiện của dàn mô tô phân khối lớn, đẳng cấp, hoành tráng, tham gia diễu hành, dẫn đầu đoàn đua đã tạo một điểm nhấn ấn tượng cho xã đảo dịp hè này. Giải đua năm nay do Liên đoàn Mô tô Xe đạp Thể thao Quảng Ninh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức nhằm mục đích gắn kết niềm đam mê đối với bộ môn xe đạp thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các câu lạc bộ xe đạp trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, góp phần tuyên truyền, vận động đối với việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, thực hiện ứng xử văn hóa nơi công cộng và thân thiện trong cộng đồng. Với cái mục tiêu đem lại cái văn hóa mới và một cái cách nhìn mới cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và người dân trên hai xã đảo nói riêng hiểu về cái văn hóa của các biker. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi tổ chức một cái chương trình mà đưa được 30 mô tô và hơn 100 xe đạp ra đây và cũng muốn mang tới cho người dân trên xã đảo hiểu được cái văn hóa sử dụng xe, kể cả xe đạp lẫn là mô tô, để người dân trên đảo có thể là cảm nhận được đây là chúng tôi là những người chơi văn minh. Và hy vọng đây cũng sẽ là một cái điểm đến cho các câu lạc bộ mô tô, xe đạp trong cả nước có thể hướng tới để chơi, để tìm hiểu văn hóa vùng miền. Với địa điểm thi đấu là ngoài đảo, nên toàn bộ xe mô tô và xe đạp được đưa lên phà di chuyển từ đất liền ra đảo. Có lẽ đây là lần đầu tiên người dân hai xã đảo được nhìn tận mắt chiếc xe mô tô phân khối lớn, đồ sộ, hoành tráng. Không phải là một chiếc mà là hàng chục chiếc nối đuôi nhau diễu hành khắp tuyến đường diễn ra giải đua. Vận động viên tham gia thi đấu và dàn mô tô dẫn đoàn đều tập trung tại sân trước đỉnh Quan Lạn để tham dự lễ khai mạc giải. Trong lễ khai mạc, ban tổ chức kết hợp một hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa, đó là trao quà từ thiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hai xã đảo. Giá trị vật chất của món quà dành cho các em tuy không lớn, nhưng đã phần nào cổ vũ động viên tinh thần cho các em, tiếp sức cho các em trên con đường đến trường. Hoạt động này cũng thể hiện cho tấm lòng tương thân tương ái của các thành viên trong Liên đoàn Mô tô Xe đạp Thể thao tỉnh Quảng Ninh khi có dịp đến với Minh Châu, Quan Lạn. Trước khi bước vào giải đua, các vận động viên tập trung nhận số đeo và nghe trọng tài phổ biến luật thi đấu. Giải đua sẽ áp dụng luật xe đạp của Liên đoàn Xe đạp Thế giới. Xe tham gia đua là xe địa hình MTB, dòng xe đạp leo núi, trọng lượng từ 18kg trở xuống. Các vận động viên tham gia bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm chuyên dụng và đeo giày. Trang phục của vận động viên là đồng phục của câu lạc bộ mà vận động viên đó tham gia. Mỗi đội mang một màu áo khác nhau, thể hiện tinh thần và khí thế, sẵn sàng cho giải đua quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức trên hòn đảo xinh đẹp này. Chúng tôi đều rất là phấn khởi và phấn khích. Đây là một cơ hội để gắn kết cho tất cả mọi thành viên, xích lại gần nhau, tình cảm và có một cái mang một cái tính chất rất là nhân văn. Ngoài cái việc tham gia những cái giải thi đấu như này thì chúng tôi còn có thể là được tham quan du lịch biển đảo, rồi là những cái niềm vui đấy, và để
truyền quảng bá cho tất cả những người dân để về với biển đảo của Quảng Ninh. Vào cuộc đua này cả đội tôi rất là hào hứng, trong đống đó thì chỉ có 2 người chúng tôi đua thôi nhưng mà cả đội là mười mấy người đi cổ vũ, và hơn nữa là biển đảo này thì rất là đẹp và rất là thơ mộng, và lần đầu tiên chúng tôi ra đi ở đây thì với dân ở đây cũng mến khách rồi. Mọi thứ đều rất là tốt. Nếu mà còn lần sau sẽ tổ chức thì tôi hăng hái và tôi sẽ vận động mọi người vào công bố đi tiếp. Với quãng đường đua 34 km xuất phát từ xã Quan Lạn đến xã Minh Châu, sẽ luôn có một đội xe mô tô dẫn đoàn đua và xe chở trọng tài chạy song song với các vận động viên để đảm bảo không vận động viên nào vi phạm luật thi đấu. Bên cạnh đó, có một đội ngũ nhân viên y tế cũng đồng hành suốt chặng đường với các vận động viên để chăm lo cho các vấn đề về sức khỏe bất chợt xảy ra trên đường đua. Đây là năm đầu tiên giải đua xe đạp được tổ chức và được diễn ra tại địa điểm khá đặc biệt là ngoài đảo. Chính vì vậy, ban tổ chức giải đua đã nhận được sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn và sự hỗ trợ nhiệt tình của Ủy ban Nhân dân hai xã Quan Lạn Minh Châu trong việc tổ chức hoạt động đảm bảo tính an toàn, an ninh trật tự, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho đoàn vận động viên trong quá trình diễn ra giải đua. Đây cũng là cơ hội để huyện Vân Đồn quảng bá tiềm năng du lịch và vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho hai xã Minh Châu Quan Lạn, cũng như nghiên cứu để phát triển sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách vào mỗi dịp hè. Đây là một trong những cái hoạt động hưởng ứng cái hoạt động kích cầu du lịch, khôi phục lại các cái hoạt động kinh tế sau đại dịch COVID-19. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái một trong những hoạt động hết sức là thiết thực và ý nghĩa, bởi vì nó không chỉ rèn luyện sức khỏe cho người dân, cho các vận động viên, mà còn có cái cơ hội giao lưu, học hỏi, tinh thần thi đấu thể dục thể thao. Thì tôi rất mong muốn là ban tổ chức của cái giải đua xe đạp công chuyên này thì sẽ tổ chức thành một cái hoạt động thường niên, mời được thêm nhiều vận động viên từ các tỉnh thành bạn, không chỉ của Quảng Ninh, các tỉnh thành, các vùng trên Việt Nam và sâu hơn nữa là có thể thêm các vận động viên quốc tế tới tham dự. Và qua đó thì cũng góp phần quảng bá cái tiềm năng về du lịch rất là với những cái bãi biển rất là đẹp và thơ mộng của Quan Lạn, của Minh Châu nói riêng và của Vân Đồn nói chung cũng như của tỉnh Quảng Ninh. Giải đua cũng đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân hai xã đảo. Họ thích thú, hiếu kỳ. Chưa bao giờ xã đảo của họ lại sôi động náo nhiệt như vậy. Họ đến xem và cổ vũ rất nhiệt tình cho các vận động viên. Đúng là lần đầu tiên được xem giải đua xe đạp và mô tô này và rất là hào hứng và rất là phấn khởi. Đúng là dân ở đây chưa được xem ngày hội như này đâu. Nếu mà được mỗi năm mà tổ chức là được xem như thế này thì dân rất là phấn khởi và vui. Trước khi giải đấu diễn ra, các hội viên thuộc các câu lạc bộ xe đạp thuộc Liên đoàn xe đạp mô tô tỉnh Quảng Ninh đã miệt mài tập luyện để mang đến giải đua lần này một tinh thần thi đấu không mệt mỏi. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng và sự thành công cho giải đua năm nay. Và chắc chắn với sự thành công của giải đua năm nay sẽ là tiền đề để Liên đoàn mô tô xe đạp thể thao Quảng Ninh sẽ tổ chức các giải đấu khác vào những năm tiếp theo.
niềm vui đông đầy, bình minh rạng rỡ và khúc hát mê say. Giải đua khép lại, nhưng những ấn tượng về giải đua vẫn còn vương vấn trong tâm trí của các vận động viên nói riêng và người dân hai xã đảo nói chung. Chúng ta cùng hy vọng rằng trong thời gian tới, giải đua xe đạp sẽ trở thành một sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm tại hòn đảo xinh đẹp Minh Châu Quan Lạn vào mỗi dịp hè.